nè, cũng coi quay cho coi trong này nè, trong này là đầu tiên là miếng miếng canh nè, miếng canh này cự ly theo theo của hãng của nó, một ly, ly mốt, ly hai, ly tư, ly rưỡi tùy theo hãng. Để nó đi ăn với cái lò xo, rồi trong suốt cái lò xo rồi mấy cái này, rồi cái nịch dù, mới nó kêu cái dù để mà đội đội kim bét, rồi mới tới cái lại lại rồi là xong xuôi mình mới ráp lại mới thành khoảnh một cái bét. Khi nó chi tiết của này là loại nó là canh bằng những miếng canh nên nó làm hơi cực, mình phải làm phải tự cái cho nó chuẩn. Ừ, cái này không chiếc Eto không, loại này chiếc Eto là nó móp luôn, dục luôn. Cái loại này là chỉ chiếc bằng cái dòng này nè, cái nó móp cái này là cái răng của nó không còn ngon của người ta nữa. Bởi vậy làm phải tùy theo loại chứ đâu phải loại nào cũng đè lên Eto cái luôn làm mới thất bại liền ha. Được dầu chưa? Không đẹp. Nó có chưa rửa sạch cát luôn, nó còn không đọng á, mình phải bơm cho nó sạch sẽ cát luôn nó. Ừ, tiếng nghe ngộ ha. Ừ. Đó. Nó sạch cát nó mới kêu phải mình sương đó, sạch cát là nó ngon lành à. Loại bếp này nó phải phải làm vậy chứ đâu phải cái bếp kia được. Ừ. Rồi cân cho trăm mốt á, thấy được không? Bát này còn ngon nên thành ra nên mình sấy lại cho xài. Hẹn bóp nữa. Sáu ly. Thân bếp nó còn đẹp luôn nên. Cái viên mà chẳng qua đề 8, đề 9, đề 15 thì được hết. Em vậy. Để qua đó.